Ngày hôm nay thì em Lê Hương sẽ lên sóng cho các bác nhà mình một mẫu xe siêu cao, siêu to, lại còn siêu đẹp nữa nha các bác nhé. Một chiếc xe Toyota Fortuner số tự động 2 cầu máy xăng các bác ơi. Bác nào thích Fortuner, em có Fortuner luôn bây giờ đây ạ. Biển 88 Vĩnh Phúc này, Fortuner số tự động máy xăng 2 cầu 2012 em đang bán với giá 430 triệu. Cực kỳ thơm luôn đúng không ạ? 430 triệu có Fortuner đi, tội gì mà không đi hả các bác? 7 chỗ ngồi gầm cao, số tự động 2 cầu. Đèn thì đèn pha thôi, bi cầu siêu sáng này, có đèn gầm, nước sơn màu đen sáng bóng này. Nốp lắp của Fortuner thì siêu cao rồi, cao, to và rộng rãi nhé. La răng đa chấu thể thao, phanh ABS chống bó cứng này. Em này máy xăng lên sẽ phù hợp hơn và kinh tế thì sẽ tiết kiệm hơn một chút so với những dòng xe khác nhé. Vì giá chỉ có 438 triệu thôi. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động các bác ạ. Dùng khóa khiển để mở cửa cho em nhé. Ghế lái chỉnh điện có khóa cầu V-size đầy đủ cho em này. Ghế lái chỉnh điện này, khóa cầu V-size này, gương kính cụp chỉnh này, móc khóa ở đây nhá. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, 2 chấu thôi. Túi khí an toàn đầy đủ cho em ạ. Chân nỉ zin, ghế da cao cấp, túi khí an toàn đầy đủ cho em ạ. Ốc nhái thì không hề bị vặn mở này. Ghế lái chỉnh điện cho em ạ. Đây, rất là hiện đại luôn. Hai cầu các bác nhá, hai cầu H, hai cầu leo, các bác có thể tùy cung đường. Các bác có thể chỉnh cho em đi cho hợp lý này. Tắt bật cảm biến này, đầu đài có cái màn hình bé bé thôi. Trần nỉ zin cao cấp Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đẹp 2012 nhưng giá chỉ có 430 triệu. Ngày hôm nay Fortuner về phục vụ bà con nhà mình đây, bản này 2.7 các bác nhé. Ốc nhái không hề bị vặn mở này, gương kính cũng dán hết, phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. 7 chỗ ngồi gầm cao. Hiện tại thì em Hương có 7 chỗ ngồi gầm cao từ những dòng xe như Captiva, Orlando hay những dòng xe như Fortuner thì em đều có nhé. Innova cũng có, số tự động Innova cũng có luôn. Ngày hôm nay sẽ là Fortuner phục vụ bà con nhà mình. Trần nỉ nguyên zin, điều hòa độc lập 3 vùng cho em. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cách nhau khá là xa, để các bác ơi ngồi thoải mái rộng rãi cho em. Táp ly táp lô thì không có một cái điểm gì để chê rồi. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn giữ nguyên bản cho em. Số tự động 7 chỗ ngồi gầm cao, ghế lái chỉnh điện có khóa cầu V-size. Loa chép nghe nha, vị trí cộng thêm hai loa to bản trên hai cánh cửa cho em ạ. Cao to hầm hố luôn. Fortuner máy xăng 2012 đây ạ. Cảm biến phía sau có hai mắt cảm biến va chạm, có cam lùi đầy đủ cho em này, có cam lùi này, cảm biến này. Em này thì có cho em là cái lớp sơ cua dự phòng được giấu ở dưới nhé. Dòng xe Fortuner hay là Innova 7 chỗ đều là giấu ở dưới như này các bác nhé. Rất là cao to hầm hố luôn. Thiết kế 7 chỗ ngồi lên khoang hành lý phía sau cũng vừa phải thôi. Cũng vừa phải thôi, hai vali cỡ vừa. Ba lô của con về quê đi để được một số đồ quà cáp nhé. Không quá rộng đâu ạ, vì là 7 chỗ ngồi. Nếu các bác muốn khoang cốp rộng mà đi có 5 người thì hạ hàng ghế thứ ba để xuống này. Hạ hàng ghế này xuống sẽ để một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng cho mình ạ. Điều hòa mát lạnh 3 vùng cho em rồi. Ốc nhái không hề bị vặn mở đây. Máng nước hai bên đây. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đẹp ạ, dễ đi nhé. Kể cả các bác là lữ thì xe số tự động bao giờ cũng dễ đi hơn số sàn, nên chính vì bây giờ các bác chuộng xe tự động hơn để cân đối với bà xã nhà mình. Hôm nào mà có liên hoan làm chén bia chén rượu mà không dám lái xe về thì các bác có thể để bà xã nhà mình lái đúng không ạ? Vì số tự động thì các chị em phụ nữ thì rất là dễ ạ. Hai cầu thì cái phần cầu đấy thì mình có không thể dùng đến cũng không sao, trừ khi nào mình đi lên trên cái đường mà nó xấu thì mình mới cần đến cầu leo thôi. Còn nếu không mình đi trên đường bằng, trên đường quốc lộ hay trên đường đông dân cư thì mình cứ đi bình thường, nó giống hệt như những dòng xe tự động khác. Nhiều bác thì biết rồi, nhiều bác thì hơi lăn tăn một chút là hai cầu là như thế nào, có khó dùng không. Anh đi tự động bình thường nó quen rồi thì không sao các bác nhé. Đây ạ, táp ni táp lô đây. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh này, Fortuner này, số tự động bản nhập khẩu cho em ạ, thật sự quá đẹp luôn. Cao to hầm hố này, kệ bước chân lên xuống này, nóc nhà nhà mình có 1,5 m cũng yên tâm nhé, treo được lên hết ạ. Các bác cứ yên tâm đi ạ. Túi khí an toàn, trần nỉ zin cao cấp, ghế da cũng cao cấp luôn. Thông số tích cơ tất cả còn giữ nguyên bản cho em. Hai loa chép nhỏ này, ốc nhái đẹp luôn. Dòng xe Fortuner thì khi các bác ngồi lên để trải nghiệm, các bác thấy rằng cái tầm nhìn nó sẽ khác hoàn toàn. Đang đi một chiếc xe Morning hay i10 form dáng bé bé xinh xinh, lên Fortuner phát là thấy tầm nhìn nó khác ngay ạ. Đèn pha bi cầu siêu sáng này, biển 88 Nam Định, 88 Vĩnh Phúc ạ, 88 Vĩnh Phúc này. Đèn pha bi cầu sáng các bác ơi, xin nhan trên hông. Nội thất, ngoại thất quay rồi, không thể quay đến, đó chính là trung tâm bộ lão của chiếc xe. Mở hết nắp cabo lên, chiếc
xe này thì hơi cao một chút so với chiều cao của em Lê Hương, mặc dù cao gần 1m7 này, nhưng mà mỗi lần mở lắp cabo của dòng xe này rất là vất vả luôn. Đây các bác nhé, ụ giảm chấn giảm sóc hai bên này, phanh tay này, ụ này là cụ mà phanh tay ABS này, máng nước hai bên này, ốc cabo này. Rất là muốn zoom cận cảnh đặt ốc cabo cho các bác nhìn, chú zoom giúp em này, vì nó hơi dài, hơi cao so với chiều cao của em. Máy móc rất là hầm hố luôn, Toyota Fortuner máy móc quá là hầm hố luôn, máy số quá là chất luôn. Đấy, có thấy không ạ, sáng quắc luôn nhá. Tất cả các cái bấm đinh tán hay phần máng nước hai bên hay phần đèn, tất cả luôn, các thanh ngang zin đét cho em ạ. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10 2023, máy số thì đại chất luôn. Thế các bác nhà mình ơi, quan tâm về Fortuner thì để lại số điện thoại em tư vấn và hỗ trợ nhá. Đấy, em thấy không ạ, một cô gái như em mà mở cái lắp cabo của con Fortuner to cao thì rất là vất vả luôn. Fortuner máy xăng 2012 430 triệu, hai cầu số tự động máy xăng 2.7 ạ. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 nhé. Cảm ơn các bác nhà mình đã xem hết video của em. Vào 11:30 ngày mai thứ ba, trên tất cả những buổi báo giá trực tiếp em còn có rất là nhiều những mẫu xe mới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên địa chỉ bên em nhé, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những video những mẫu xe mới ạ. Xin chào.